Vậy là
Tóm thì đó, bằng chứng là cái trường hợp đi
เขาเขียนอย่างต่างกันเขาเขียนแต่เขาเป็นตัดทุนแบบของหนูต้องหนูมันคือเขาคนที่เด็กแต่เขาที่เคยเป็นท่านที่เปิดตึกท่านที่ไหนมาเดี๋ยวจะเปิดของโดขอโยเลยเก็บเงินยึดเชื่อที่ไหนก็ไม่รู้แต่น้องแข็งตัดเยี่ยมตัวนี้คุณยังทำอะไรมันเก็บยึดเชื่อมันเก็บภาษีย่อยมันยึดเชื่อที่ไหนได้เป็นดอกเตอร์เนี่ยเพี้ยนตุ้ยตุ้ยที่ไหนจำได้ไหมตัวยึดเชื่อที่ไม่เกี่ยวvậy thì RCA là cái đường hình số nào? Khi người ta phân tích RCA thì người ta chia thành hai cái tình huống, một là phân tích thụ động và hai là phân tích thụ động. Khi phân tích thụ động thì phân tích phản ứng, có nghĩa là chờ nó xảy ra đúng không? Chờ nó xảy ra thì phản ứng với nó, thì là phân tích phản ứng với thụ động. Còn phân tích chủ động là chúng ta tự chúng ta đưa ra vấn đề, quan sát vấn đề đó. Thì khi chúng ta có tính thụ động á, thì cái hành động mà chúng ta thì nó sẽ gọi là hành động khắc phục, bởi vì nếu nó xảy ra rồi, nó xảy ra rồi thì những cái khóc thì cái hành động tương ứng nó sẽ là khắc phục. Còn khi mà chúng ta không muốn chủ động nữa, chúng ta không chờ đợi tình huống nó xảy ra, chúng ta tự đưa ra tình huống tự mình không thích nó rồi thì chủ động là cái hành động lúc đó thì gọi là phòng ngừa. Có bốn hoạt động chính của RCA. Thứ nhất là chúng ta xác định vấn đề. Ở đây chúng ta dùng từ vấn đề hay là mình hiểu rõ hơn, mình hiểu rõ hơn đó là lúc đó là situation là gì. Khi mà mình xác định vấn đề thì chúng ta phải mô tả ra. Cái việc mô tả rất là quan trọng. Mình mô tả là sai thì sẽ nhận được sai. Tôi ví dụ mô tả chúng ta chỉ nên tập trung vào cái mình nhìn thấy thôi. Đừng có đưa nguyên nhân vào. Tôi ví dụ, tôi mô tả tình trạng của lớp mình. Lớp không có sự sống. Đúng không ạ? Thay vì là tôi đưa ra cái nhận định là gì? Một số anh chị làm biến học đến lớp. Rõ ràng là khác rồi, một cái là gì? Rất là khách quan là lớp không có sự số, không có sự học. Còn cái là gì? Tôi dùng cái chủ quan của tôi áp vô các anh chị làm, các anh chị văn là các anh chị làm biến. Là khi mình mô tả vấn đề, áp chủ quan của mình vô, thì khi chúng ta phân tích mình sẽ bị dẫn dắt tư duy bởi cái chuyện chủ quan và động của mình. Bởi vì tôi sẽ bị dẫn dắt là cái chuyện làm biến đến lớp thì tôi sẽ phân tích là vì tại sao làm biến này. Thay vì tôi đã nói là phân tích sĩ số thì nguyên nhân của cái này là gì? Do anh chị vắng, do mình bận công việc, do mình bị ốm, hoặc là do mình trùng giờ vân vân, hoặc là mình đã có công việc gì ở nhà, sẽ có rất nhiều cái nguyên nhân của mình vô. Cho nên cái phần mô tả này càng khách quan, càng đúng với sự thật càng tốt. Không nên đưa những cái kiến chủ quan mình chúng ta mô tả cái vấn đề đó. Thứ hai là thu thập dữ liệu. Về việc thu thập dữ liệu thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái tầm ảnh hưởng của vấn đề đó, cái thời gian xảy ra và cái nơi, cái địa điểm hoặc là những người có liên quan xảy ra.
giờ nào cũng sẽ đủ. 11 giờ có 11 đúng không ạ? Hôm nào giảm đi nào, phải hắn là hôm nào. Gì nữa các chị? Cơ sở nào đúng không ạ? Đó là chúng ta đang làm gì? Thu thập tình. Rồi bước thứ ba đó là nhận dạng vấn đề. Thank you.
Hướng đến vấn đề là để
luật sư đã làm chủ rằng không có một cái khuyến cáo nào
Rồi bây giờ mời chị Hà. Có 7 người đúng không? Mời mẹ anh chị lên bảng đi xem con của mình. Số nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theo một cái là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, mình lên dưới cho tốt. Người một ý thôi. Một ý thôi. Một người viết một ý. Có cả luôn hả? Ủa có mình nữa hả? Thì vai vai làm sao? Vai vai là một cái quy trình.
Một là nó sẽ không thể hỏi nữa, tại vì hỏi nó gần ba má, một là không trả lời được, hai là chửi nó ngu, và nó sẽ tự đi tìm câu trả lời. Các bạn đi tìm, khi nó tự tìm câu trả lời thì một nó sẽ tìm câu trả lời đúng, và hai nó sẽ tìm câu trả lời sai. Và nếu nó trả lời câu trả lời đúng thì may mắn quá, khi nó sẽ tìm được câu trả lời sai thì sao, tự nó sẽ phải trải nghiệm cái việc sai trái đó, và nó sẽ có một bài học. Vậy tại sao càng nhỏ thì chúng ta hỏi càng nhiều câu hỏi tại sao, và càng lớn thì mình lại không hỏi được nữa? Tại sao mà chị? Rất nhiều nguyên nhân như các cụ phân tích mà bị cho các chữ ngu, không hỏi nữa, sợ đánh giá mình thiếu hiểu biết, không hỏi nữa, vân 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 vân. Nhưng cái vấn đề lớn nhất mà các nhà nghiên cứu về quản lý người ta đã nhìn ra được, đó là do chúng ta nghĩ rằng mình đã biết điều đó. Nên khi chúng ta gặp một cái vấn đề chẳng hạn như hôm qua là một cái status trên Facebook của bạn tôi, biết là chồng của mình lâu lâu muốn đổi gió nên không ngủ ở nhà mà vô bệnh viện ngủ. Viết status vậy đó. Vậy thì là một giảng viên, đầu tiên tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản thôi là anh bị bệnh ha. Thì bạn viết là chồng mình lâu lâu muốn đổi gió, không ngủ ở nhà nữa mà vô bệnh viện ngủ. Ôi anh bị bệnh ha ta. Đầu tiên tính cầm đen, ủa ông xã này bị gì vậy? Nhưng mà là một giảng viên mà có kỹ năng mà chưa chắc anh bị bệnh. Anh đi bệnh viện ngủ biết đâu trong người nhà ông sao đúng không? Tự nhiên mình đi áp đặt là ông xã ông bạn mình bệnh, dẫn bạn mình ăn trộm sao bị bệnh, bạn mình bệnh sao? Cầm đen ở dưới, nhà mày có chuyện gì vậy? Một câu hỏi rất là chung đúng không ạ? Vậy thì có thể là ông xã, có thể là con sao? Con bị bệnh, ông xã có bệnh viện chăm cũng được vậy? Hay là người nhà ba má bị bệnh hay người không bị bệnh hay có vấn đề gì sao đúng không? Vậy thì đó chính là cái hạn chế của chúng ta khi lớn lên. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình đã biết vấn đề đó, cho nên câu hỏi mình đặt ra nó không còn sự khách quan như một em bé. Không còn hỏi tại sao cái đó nó xảy ra như vậy, mà chúng ta sẽ đặt câu hỏi, sẽ tự mình áp đặt rằng là có phải cái đó nó xảy ra như vậy không? Hai cái đó đều là câu hỏi không đúng không, có hay không, nhưng mà nó một cái là gì, hoàn toàn không biết gì hết, và một cái là đã biết một phần, cần xác nhận thêm. Chính cái suy nghĩ đó nó sẽ hạn chế chúng ta nhìn vấn đề. Nên các nhà quản lý chất lượng người ta đã nhìn ra cái nguyên nhân cốt lõi đó, và người ta đặt ra cái phương pháp phản hồi là phương pháp chất vấn để khám phá bản chất của nguyên nhân vấn đề, tức là không chỉ câu hỏi yes or no mà một câu hỏi mở là câu hỏi why, tại sao. Khi mình trả lời câu hỏi tại sao, mình sẽ trả lời câu hỏi là what, cái gì dẫn đến điều đó, how nó sẽ đến như thế nào, when sẽ đến vào thời gian nào, when sẽ đến ở đâu. Câu hỏi why bản thân nó đã tự trả lời một câu hỏi khác, chứ nếu không có là find what hay là find where hay find when, mà là find why. Đó chính là cái kỹ thuật mà chúng ta nghe bình thường thấy nó rất bình thường.
nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều cái hiệu quả. Và đương nhiên khi chúng ta hỏi why, tức là chúng ta không biết gì hết, mình hỏi why để mình tìm quá, tìm quen thì chúng ta sẽ có một sự khách quan khi mình dò tìm những vấn đề đó. Và cuối cùng là chính vì mình dò tìm được cho nên chúng ta sẽ có một giải pháp hiệu quả, và giải pháp này không phải là một mình mà mình sẽ làm bởi mình. Vậy thì nói là phải đáp đến 5 câu tìm được nguyên nhân thì có đúng không? Đúng hay sai? Nhưng ai đó nói rằng là phải đáp 5 câu hỏi mới đáp tìm được nguyên nhân thì có đúng không? À, không, 5 không phải là một con số chắc chắn mà nó là một năm con số gợi ý để cho chúng ta hướng đến cái con số đó. Và khi người ta thực hiện khai quang thì chúng ta trình bày chúng ta thực hiện trọng lòng
YouTuber. Tại sao mình không đi chung cái giờ mà để không
một là con mèo nữa.